Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đào đất và chia sẻ kinh nghiệm. Đây là một ngôi nhà rất là nhỏ luôn. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói hai cách thức mà các bạn đi đào khó khăn nào và làm để thực hiện cho nhà các bạn biết. Nhà này mình sẽ đi hàng công cấp một số đi làm ra và trong những cây phải nhận. Đó thì ngày hôm nay mình sẽ nói ngắn gọn theo mình các bạn. Mến chào các bạn. Thì từ nãy giờ các bạn xem anh em mình đã đào đất các bạn nha. Thì có một số khách hàng hỏi trong một ngôi nhà chúng ta đi ống thoát ở dưới tầng trệt như thế nào cho đúng và như thế nào nó chuẩn. Có hai vấn đề đề mà mình đang nói cho các bạn ở đây. Cái thứ nhất là các bạn phải kết hợp với lại bên xây dựng để các bạn đặt ống trước. Đó là các bạn canh là cái độ dốc và cũng như các bạn coi thử cái cao độ thoát nước ở ngoài đô thị đó so với lại thoát nước ở trong nhà nó có cùng cái cao độ hay không và cái cao độ nó có trên lệch như thế nào để chúng ta đưa ra được cái phương án thi công. Cho nên là các bạn phải kết hợp với nhau từ ngay thở ban đầu các bạn, chứ không phải các bạn một người đi trước và một người đi sau. Thì lúc đó cái người đi sau đó là anh em làm cơ điện, người ta sẽ một là người ta sẽ phá hỏng kết cấu hay là khách hàng phải chịu thiệt thòi, đó là cái ống ngòi nó ngập nước và nước nó thoát rất là chậm luôn. Mình nói ở đây có hai vấn đề tiêu cực, đó chính là các bạn phá vỡ kết cấu của bên xây dựng, thứ hai khách hàng phải hứng chịu thoát nước chậm và nó dễ nghẹt hơn. Đó là hai cái vấn đề Đạt muốn chia sẻ. Cho nên khi mà các bạn làm điện nước thì các bạn phải kết hợp với anh em xây dựng, các bạn phải đặt ống xuyên đà xuyên dầm. Đó là một cái điều tất yếu nha các bạn nha. Đối với những ngôi nhà nó không đủ cao độ để thoát nước ra ngoài thì các bạn phải đặt cao độ. Còn nếu mà các bạn kết hợp được, còn có một phương pháp rất là tối ưu luôn, đó là các bạn kết hợp được bên xây dựng, có nghĩa là cái nền móng xây dựng sẽ xuống rất là thấp cho các bạn và các bạn sẽ đi ống ở trên. Đó là kết hợp bởi xây dựng, đó là tốt. Còn không là có phương pháp thứ hai, đó là bên xây dựng sẽ làm cái sàn nổi và anh em cơ điện phải đi ở dưới cái lòng đà, ở dưới cái đà lại. Thì ngày hôm nay là cái video này mình chia sẻ là ở bên xây dựng là mình sẽ đi ống ở dưới cái đà các bạn nha. Thì các bạn đã thấy anh em mình đã quay cho các bạn xem là anh em mình đã đào dưới cái đà các bạn nè. Các bạn xem nè. Các bạn thấy ở đây nè, anh em mình đã đào dưới cái đà các bạn thấy không? Đây nè. Dưới cái đà các bạn. Cái đà này hiện tại cái đà của mình đây là cái đà 300. Các bạn thấy không? Cái đà 300 nè. Thì anh em mình đã đào dưới cái đà. Cái ống mình sẽ đi ở dưới cái đà, đi từ cái đà số 1, số 2 và số 3 và đi vào cái hố ga các bạn nha. Đó là cái hệ thống thoát nước chính của nhà, đó là chính. Thì mình đã đào xuyên đà. Thì có một số khách hàng hỏi là tại sao có những anh em cơ điện lại đặt ống xuyên đà. Đó là chuyện, đó là chuyện bình thường các bạn nha. Còn khi mà anh em cơ điện đặt ống xuyên đà thì phải làm việc ở bên kỹ sư xây dựng, bộ bên nhà thầu xây dựng để người ta có hướng giải quyết, có nghĩa là các bạn đặt ống xuyên qua đà thì ở bên xây dựng người ta có cho phép hay không. Chắc chắn là cho các bạn nha, bởi vì khi thiết kế là người ta đã tính hết rồi chứ không ai mà tới lúc đó mới tính các bạn. Cho nên là có những khách hàng rất là khó chịu vấn đề đặt ống xuyên đà, nhưng điều đó là bình thường nha, nhưng mà đặt phải chính xác các bạn nha. Nếu các bạn đặt nhiều quá cũng không tốt, các bạn đặt đúng cự ly là ok nha. Rồi bên xây dựng sẽ gia cố thêm sắt là được. Hiện nay mình đã thấy cho các bạn xem và để mình nói sơ lược với cái nhà này nè, và sẽ đi ống thoát như thế nào để cho các bạn biết các bạn nha. Thì đối với cái nhà này nó như thế này các bạn nha. Đây Đạt giờ dùng cái tấm bảng tạm thôi đó, không biết các bạn có thấy không, có thấy thì xích xích đây camera để Đạt vẽ sơ lược cái nhà này cho các bạn xem. Thì cái nhà này cái diện tích của nó là 5 x 20 các bạn nha.
5 x 20 thì đặt bể nha, bể xấu một chút các bạn nha. Nó đặt bể như thế này thôi. 5 x 20 thì chỗ này là đặt bể cho cái cột, một cái cột này. Đặt tô màu đen cho bạn xem nha. Một cái cột. Chỗ này có một cái đà các bạn nha, đà đây. Đây. Chỗ này có một cái cột nữa ha. Đà đây. Bể xấu rồi mà. Rồi tiếp theo là một cái đà nữa các bạn nha. Đà đây. Và tiếp theo cái đà nữa các bạn. Và tiếp theo đây là một cái đà ở đây nữa nè, là nhỏ ở đây nè. Là và cái lô da nha. Thì mình vẽ số 6 cho các bạn nha. Thì ở phía ở cái cột mình đặt đây là cột số 1 nè. Số 2, số 3, số 4 và số 5 các bạn nhé. Mình đặt cái vị trí cột cho các bạn luôn. Còn cái trục này trục A đi, đây trục B đi, hai cái gánh này trục A trục B đi, thì mình nói cái cột 1 giao nhau với B này, trục B là cái vị trí ống mình đặt nè, mình đặt ở dưới đà các bạn nhé, mình chỉ đặt cái ống dưới đà này, đúng không các bạn? Thì cái vị trí này các bạn nè, nó sẽ có một cái nhà vệ sinh. Có một cái nhà vệ sinh chỗ này. Đó. Thì ở trong nhà vệ sinh này, thì dưới nhà vệ sinh này nó sẽ có cái hầm tử hội các bạn. Hầm tử hội các bạn. Thì ngay sát hầm tử hội này nó sẽ có một cái gọi là hố ga. Đặt bể đây là hố ga các bạn nha. Thì Đạt sẽ đi một cái ống 114, đá một cái lơ ngay đây các bạn. Đá một cái lơ ngay đây. Và Đạt đưa ra ngồi được, ngồi phải cống ngồi luôn. Ngoài đây các bạn sẽ đặt một hố ga nữa. Các bạn đặt một hố ga ở đây nữa nè. Đó, rồi sau đó các bạn mới thoát nước đi ra ngoài phía cục. Thì cái nhà này có hai hố ga. Một hố ga tập trung tại vị trí hầm cửa hội luôn. Để sau, để kết nước sau. Bể mở nè. Chỗ này sẽ có cái bếp là bể mở nè các bạn nè. Cái chậu rửa chén của mình ở gần đây. Để cái bếp nằm theo khu vực này các bạn nha. Bếp nằm khu vực này. Đó, ta ở trên này, ở bên hai cái trục số 4 nè. 4A. 4 cộng A và 4 cộng B là sẽ có hai trục nước thoát 90 thoát cho cái sàn này các bạn, cái sàn ở trên của mình 90 ở hai cái nắp này đó. Thì Đạt sẽ kết nối và Đạt đưa vào hố ga, Đạt kết nối và Đạt đưa vào hố ga các bạn nha. Đó, Đạt kết nối hai ống nước mưa đưa vào hố ga, Đạt nghĩa nhanh hai trục nước mưa này Đạt kết nối vào hố ga, cái chậu rửa chén Đạt kết nối một ống vào hố ga, và đồng thời bên này có một cái máy giặt các bạn nha. Có một máy giặt thì Đạt sẽ kết nối ở đây và Đạt đưa vào một hố ga nữa, một ống riêng các bạn. Bởi vì cái ống máy giặt là mình không muốn kết nối vào ống nước mưa các bạn nha, mình sợ khi cái lượng mưa lớn quá nó sẽ sao khi giặt máy giặt nó không thoát ra được, mình cố gắng mình đi một ống nữa vào hố ga luôn đó, để cho mình là dễ xử lý hơn. Và đồng thời cái ống này nó sẽ ra ngoài cái sân vườn các bạn, nó sẽ thoát nước tràn. Cái nước tràn này các bạn là đặt dự phòng thôi các bạn nha. Đó, đặt dự phòng thôi. Bắt đầu Đạt sẽ cho các bạn xem cái vị trí toilet này và cách bố trí thiết bị trong một cái toilet như thế này là như thế nào các bạn nha. Đó, mình vẽ thôi, tí nữa mình sẽ đi ống và mình quay lại các bạn xem. Đó, các bạn nhớ, đây là các bạn vẽ của mình đang vẽ sơ lược các bạn xem thôi. Các bạn đi vào cái toilet. Cái vị trí này nè, có cái hầm tứ hỏa là chỗ này các bạn nè. Rồi bên này là cái hố ga các bạn nha, hố ga nằm đây nè, nằm ngay đây luôn. Thì ở đây cái hầm cửa hội này nó cũng lớn rồi. Đây nhà vệ sinh nè. Thì cái nhà vệ sinh này cái chiều rộng của nó là 1m25-26. Thì chắc tô ra thì dán gạch luôn khoảng 1m2 các bạn nha. 1m2 nè, 1m26. Tô ra mỗi bên 3 phân nữa, dán gạch nữa là 1m2 các bạn nha. Đó. Thì với lại cái diện tích này nè là 2m46, có nghĩa là các bạn tô ra giống gạch luôn mỗi bên 3 phân nữa còn 2m4. Có nghĩa là cái nhà vệ sinh này 1m2 nhân 2m4 hoặc 2m4 nhân 1m2 các bạn. 70 nè. 74 nè, các bạn vô đố nữa, cái cửa này là 69 nè. Thì mấy cửa 69 đó các bạn mở nó vô đây các bạn nha. Các bạn mở nè, cửa nè các bạn mở vô đây. Được chưa? Thì đối diện cái cửa chắc chắn là một cái labo rồi. Cái thiên các bạn, đó là cái vấn đề thường xuyên cách bố trí, mà cách bố trí đó là thuận tiện nhất cho vấn đề sinh hoạt trong nhà. Thì đối diện cái cửa là cái nhà, đó là cái lavabo, và trên cái lavabo sẽ có kính chiếu
có một cái đèn gương các bạn ha. Rồi kế bên cái lavabo là một cái cầu làm giữa. Còn phía trong của mình là một cái nhà tắm, cái phòng tắm các bạn. Cái phòng tắm này có ngăn kính nha. Còn cái ngăn kính thì cái phòng tắm này là 1m19. Nói chung cái phòng tắm mà chính xác nhất á là 900 đến 1m là nhỏ nhất các bạn nha. 900. Nào cái nhà vệ sinh này là có 1m các bạn nha. Thì tô ra luôn là ok. Các bạn thấy chỗ đây mình đao bạch làm dấu nè. Cái phòng tắm các bạn nha. Đó ngay giờ mình thì làm dấu nè, là khi tô ra luôn là 1m nè, là cái phòng tắm, phòng tắm kính. Rồi kế bên phòng tắm kính có nghĩa là một cái bàn cầu. Rồi kế bên bàn cầu tiếp tục là một cái lavabo đối diện phía cửa. Đó là cái cách mà bạn bố trí thiết bị trong từng cái ngôi nhà này các bạn nha. Rồi bắt đầu các bạn nghe coi. Còn ở ngoài đây nè là một cái đôi da, cái xăng ngoài sau nè, là các bạn để máy giặt các bạn nha. Để máy giặt là cái hệ thống tưới cây tự động, để máy bơm các bạn. Phía sau này hết đó. Ở đây mình sẽ để bên này là máy giặt, bên này tưới cây. Còn ở phía sau này là để trồng rau, trồng cây các bạn. Phía sau này bắt đầu mình sẽ đặt cái ống 114 đi xuyên qua đây hết. Rồi chiều cái rồi mình sẽ kết nối ống nước mưa này vô hố ga luôn, kết nối ống nước mưa bên kia vô hố ga luôn các bạn nha. Để bạn xem tình huống vẽ cho bạn xem nó có nhiều hướng đi. Căn này mình làm căn đầu tiên các bạn. Khu vực này rất là rộng luôn. Các bạn nhìn thấy phía bên mình đây nè là đồ thông, còn bên sau lưng mình là đồ chè, rất đẹp luôn. Để cameraman quay một vòng cho các bạn xem. Quay vô. Thì từ nãy giờ mình cũng nói cho các bạn xem, thì mình cũng xin kết thúc video các bạn nha. Và các bạn nào thấy hay các bạn ấn like, share và comment bên dưới video.